Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mời Hội Thánh, xin mời Hội Thánh lên tọa. Good morning. Xin kính chào Hội Thánh. This morning I want to ask if we could do something. Buổi sáng nay tôi xin yêu cầu quý vị làm một điều. You already know what it is. Anh chị em biết là điều gì rồi. So stand to your feet. Chúng ta cùng đứng lên. Go and find someone. Chúng ta đi và tìm một ai đó. Say hello. Chúng ta chào hỏi và chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. And give them a hug. Rồi ôm họ. Tạ ơn Chúa. Welcome church this morning. Xin hoan nghênh Hội Thánh buổi sáng hôm nay. I'm excited. Tôi rất là phấn khích. And I hope you're excited. Và tôi hy vọng anh chị em cũng vậy. There's a lot that's going to happen this week. Có rất là nhiều điều sẽ xảy ra trong tuần này. I hope. Tôi hy vọng that you're ready. Anh chị em sẵn sàng. I hope. Tôi hy vọng that you're prepared. Anh chị em to receive, để đón nhận. But also to serve. Nhưng mà cũng để chúng ta phục vụ. There are many people. Có rất là nhiều người who are coming from all around the world, đến từ nhiều nơi trên thế giới, wanting to receive, muốn đón nhận, wanting to be a part of what the Lord's doing here, muốn dự phần và một với những gì Chúa ngài làm với chúng ta tại đây. There have been people, có những người who have been watching, đã theo dõi các buổi nhóm của chúng ta, because they can't be a part of this, bởi vì không thể có mặt với chúng ta tại chỗ. But their hearts, nhưng mà tấm lòng của họ, long to be in a place where the Holy Spirit is invited. Mong chờ để có thể đến cái nơi mà Đức Thánh Linh được hoan nghênh và chào mừng. They long to be in a place, muốn được ở trong một cái chỗ where there's true freedom in the Lord. Có một sự tự do thật ở trong Chúa. And this is where we know that đây that is. Là chỗ mà chúng ta biết có cái bầu không khí đó. This morning, buổi sáng hôm nay, ask before we get started, tôi xin kêu gọi anh chị em trước khi chúng ta bắt đầu. Let's ask the Lord. Đó là chúng ta cùng cầu xin Chúa. To prepare our hearts. Chuẩn bị lòng của chúng ta. To get us ready, để giúp cho chúng ta sẵn sàng. To help us, để giúp đỡ chúng ta. In being that reflection that He wants us to be, trở nên một cái phản ảnh của Chúa mà chúng ta đã được Chúa ngài định để chúng ta phản ảnh mỹ đức của Chúa. Let's bow our heads. Chúng ta cùng cúi đầu. Heavenly Father, Cha chúng con trên trời. We give it all to you. Chúng con dâng tất cả trong tay ngài. Help us, Lord. Xin giúp đỡ chúng con. To have a heart of expectation. Để có một tấm lòng mong chờ. To have a heart that's ready for you. Tấm lòng sẵn sàng để cho Chúa sử dụng. Lord, I ask right now, là Chúa con cầu nguyện trong giờ này. That you remove every hindrance. Là Chúa ngài cất đi tất cả những ngăn trở. Anything that is stopping us. Tất cả những gì có thể ngăn trở chúng con. From receiving from you. Để nhận được từ nơi Chúa. But also from being the reflection of you. Và cũng để chúng con có thể phản ảnh Chúa. That's all that we want, Lord. Là Chúa đó là tất cả những điều chúng con mong muốn. Is to receive from you. Để đón nhận từ nơi ngài. And to be Christ-like. Và để trở nên giống Chúa hơn. Lord, I know. Chúa, chúng con biết. I know that you have something great for us. Con biết rằng Cha chắc chắn có những điều vĩ đại dành cho chúng con. Help us, Lord, to be a part of it and not to hinder your work. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con sẽ dự phần vào thay vì ngăn trở công việc của Chúa. Thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Ở trong danh Đức Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Like I said earlier, my heart is in anticipation and readiness of what the Lord is going to do this week. Như tôi nói, lòng của tôi hết sức là phấn khích để mong đợi điều Chúa ngài sẽ làm ở trong những ngày sắp đến. And I find myself as I look around at the building and I look around at everybody's hearts, we're preparing for something. Tôi khám phá khi tôi nhìn công việc. Các mục vụ các anh chị em đã chuẩn bị, cũng như tấm lòng của anh chị em, chúng tôi biết rằng chúng ta đang sẵn sàng và mong đợi. But let me ask you this. Nhưng mà cho tôi hỏi anh chị em điều này. Is your heart only in preparation to host a conference or to host His Spirit? Anh chị em, đó là chúng ta đã chuẩn bị và mong đợi để chúng ta tiếp đón, là tiếp đón đại hội phục hưng, hay là chúng ta tiếp đón Thánh Linh của Chúa? I thought about it. Tôi suy nghĩ về điều này. Yesterday, ngày hôm qua, I said, Lord, I'm excited, I'm ready. Tôi nói rằng, Chúa ơi, con hết sức là phấn khởi và sẵn sàng. And then the Holy Spirit asked me, what are you excited and ready for? Nhưng mà Đức Thánh Linh lại hỏi tôi, con
sẵn sàng và phấn khích cho điều gì? Do you even know? Anh chị em có biết điều gì chúng ta đang mong đợi không? Many of us can say, I'm excited, I'm ready for conference. Anh chị em, nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng tôi rất là phấn khích và sẵn sàng cho đại hội. But what about conference? Nhưng mà điều gì thuộc về đại hội mà chúng ta đang mong chờ? I'm ready to see people. Chúng ta có thể đang phấn khích để gặp gỡ các anh chị em chúng ta như là một cái cuộc đoàn tụ. I'm ready to worship. Tôi sẵn sàng để ngợi khen. I'm ready to dance. Tôi sẵn sàng để nhảy múa trong sự nghiệp của Chúa. I'm ready to see people that I haven't seen in a long time. Và sẵn sàng để gặp gỡ các anh chị em mà lâu ngày rồi không được gặp nhau. I'm ready, Lord. We do this every year. I'm ready. Là Chúa con, chúng con làm điều này hàng năm và con sẵn sàng để thấy những việc này. He said, but what are you ready for from me? Nhưng mà Chúa nghe lời hỏi tôi, các con sẵn sàng để nhận điều gì từ nơi ta? And I thought about it. Tôi suy nghĩ về điều đó. What have you, anh chị em đã làm gì? Including myself, trong đó có tôi nữa. Have been asking for from the Lord. Đó là chúng ta đã cầu xin điều gì từ nơi Chúa? What have you, anh chị em đã làm gì? Been seeking after the Lord for. Đã cầu xin Chúa cho điều gì? What opportunities have you been knocking on the door of heaven and asking for? Những cái cánh cửa cơ hội nào mà anh chị em đã gõ cửa thiên đàng để xin Chúa ngày mở ra cho chúng ta? If this year's theme is open heaven. Nếu hôm nay, năm nay, cái chủ đề của đại hội của chúng ta đó là cổng trời mở rộng. What are you looking to receive? Thì anh chị em sẽ nhận được gì khi cổng trời mở ra? What are you looking to receive from the Lord? Anh chị em sẵn sàng để nhận điều gì từ nơi Chúa? There's been conferences that we've had themes like greater. Thí dụ như năm rồi chúng ta có đại hội với chủ đề đó là vĩ đại hơn, lớn hơn. There's been other conferences that the titles of them, you already knew what you were expecting. Anh chị em, có những đại hội mà chúng ta khi nghe đến chủ đề là chúng ta biết những gì mình muốn mong đợi. What does open heaven look like for you? Nhưng mà đối với anh chị em thì khi cổng trời mở rộng ra trên cuộc đời chị em thì anh chị em tìm kiếm điều gì khi cổng trời mở ra? Are we going to walk into the church and we're going to see just the clouds part ways? Đó là chúng ta sẽ bước vào trong nhà thờ và chúng ta sẽ thấy như là những cái tầng mây trời Chúa ngày xé ra. Are we looking for something that we've already received before? Hay là chúng ta tìm kiếm những điều mà chúng ta đã từng nhận trước đây? Or are you looking for something new? Hay là chúng ta đang tìm kiếm một điều gì mới từ nơi Chúa? Or are you looking for something only our Heavenly Father can give? Hay là chúng ta tìm kiếm điều mà chỉ có Cha chúng ta trên trời mới có thể ban cho chúng ta? As I was preparing for today, khi tôi chuẩn bị cho hôm nay, the questions that I was receiving from the Lord, câu hỏi mà tôi nhận được từ nơi Chúa, what have you been asking for? Đó là con đang cầu xin điều gì? What have you been seeking after me for? Con đã tìm kiếm ta để được điều gì? What opportunities have you been knocking on my door asking me for? Những cái cánh cửa cơ hội và những cơ hội nào mà con đã gõ cửa của ta để con cầu xin? If you don't have these questions and if you're not asking the Lord, then what is it that he's providing for you? Anh chị em, nếu chúng ta không có những cái điều chúng ta ước muốn và cầu xin này thì chúng ta đang tìm điều gì từ nơi Chúa? What have you been asking for him for your life? Anh chị em, có điều gì chúng ta đã cầu xin Chúa cho riêng đời sống của chúng ta? And the question is, why have you been seeking after him? Và câu hỏi lớn hơn nữa đó là tại sao chúng ta hết lòng đeo đuổi Chúa? And why do you go to him knocking for the door? Và tại sao chúng ta lại đến với Chúa để cầu xin Chúa ngài mở cửa cho chúng ta? I don't want to come into conference the next few days. Tôi không muốn đến đại hội trong một vài ngày tới. I hope God's gonna do something. Hy vọng mừng Chúa ngài sẽ làm gì đó cho tôi. I don't know what it is, but I'm hoping. Tôi không biết cái điều đó là gì nhưng mà tôi hy vọng thôi. Well, I'll just come and I'll just experience whatever it is that God's going to do. Hay là tôi đến rồi Chúa làm gì thì tôi kinh nghiệm điều đó thôi. And we're coming without a heart of expectation of anything from him. Nếu chúng ta đến mà không có một cái tấm lòng mong đợi điều gì đến từ nơi Chúa. And for me, something that I think about. Nhưng mà đối với tôi thì đây là điều mà tôi suy nghĩ về. You ever have a list of things that you want? Anh chị em có một cái danh sách của những điều mà chúng ta thật sự muốn có ở trong đời sống của mình không? For instance, on your birthday. Thí dụ như là ở trong ngày sinh nhật của mình. Or for instance, on Christmas Day. Hay là ở trong ngày Giáng sinh. Is there ever anything that you want? Có điều gì mà chúng ta mong để nhận được không? And this is what I think about. Ở đây là điều mà tôi suy nghĩ. My mom. Mẹ của tôi. As loving as she is. Như là một cái người mẹ mà đầy cái tình yêu thương như vậy. She'll get you the gift. Thì mẹ tôi sẽ cho tôi một món quà. That you know that you're gonna have in your life that will last you a long time.
đó là khi cho đó thì là muốn đảm bảo là cái món quà này chúng ta sẽ giữ ở trong đời sống của chúng tôi là dài hạn. And sometimes on our list, nhưng mà nhiều khi ở trong danh sách của điều này, we want what's the newest thing. Thì chúng tôi lại muốn có những cái điều mới. But it's not always the most beneficial thing to us. Nhưng mà nhiều khi nó không phải là cái điều tiện ích lợi ích nhất cho đời sống của chúng tôi. I love the look on all of the grandchildren's faces. Thì chúng tôi rất là thích thú để quan sát gương mặt cũng như cái phản ảnh ở trên mặt của những người cháu nội cháu ngoại của ba mẹ tôi. See, for me, I try to be the cool uncle. Tôi thì là muốn làm cái người cả cậu, người chú, người bác gọi là cool nhất. But I try to also be the bad brother. Nhưng mà tôi lại muốn làm một cái người người em, người anh gọi là không có được đẹp lắm. Because I like to buy my nephews and nieces the loudest toys and the biggest toys. Bởi vì tôi muốn mua cho những người cháu của chúng tôi những cái món quà mà âm thanh của nó tạo ra là lớn và tạo nhiều cái tiếng ồn nhất. Because it's not going to be at my house. Bởi vì những cái món đó nó không có được chơi ở nhà của tôi. And it's not going to wake me up. Và nó cũng không đánh thức tôi dậy vào buổi sáng. And I'm not going to be the one that's mad whenever the kids want to put together a 1,000-piece Lego or a 1,000-piece train set. Not me. Thì tôi cũng không có phải là cái người chứng kiến cái sự bực dọc của các cháu khi chúng ráng cố gắng để ráp những cái hình những cái Lego mà cả ngàn mảnh như vậy. And they open up my toy. Khi nó mở món quà của tôi. Wow! Thì nó la lên wow. This is amazing. Đây hết sức là lạ lùng. Thank you, Chú Sam. Cảm ơn Chú Sam. And then grandma's turn. Rồi mẹ nhìn. And grandma's gift, she gives the gift to the kids. Rồi mẹ của tôi cho món quà cho các cháu. And I know how they feel because it used to be me. Thì tôi biết rằng chúng nó suy nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào bởi vì tôi trước đây đã từng như vậy. And as I got older, và khi tôi trưởng thành hơn, I understood. Thì tôi hiểu. My mom would write, "To Sam from mom, stay cool," with a wink face. Đó là món quà từ nơi mẹ cho Sam và tại đó có con mắt nheo một chút. I opened up the gift. Thì khi tôi mở món quà đó ra. A sweater. Một cái áo ấm. You may say. Bạn có thể nói. What's wrong with the sweater? Áo ấm có gì sai đâu? Nothing. Không có gì là sai hết. But it's not a toy. Nhưng mà nó không phải là đồ chơi. And so when the grandchildren open up. Cho nên khi những người cháu của chúng tôi mở cái món quà của bà. Austin, stay cool. Thì có một cái nhãn ở trên đó là Austin, hãy cool nha con. Christian, stay cool. Đó là Christian, hãy nhận cái món quà này và be cool nha con. Nathaniel, stay cool. Đó là Nathaniel, be cool. And they open up their gifts. Rồi nó mở cái món quà nó ra. Nike socks. Những cái vớ, những cái tất của Nike. And you see all the parents' face, all of the siblings, us. Và chúng ta có thể thấy được mặt của cha mẹ của chúng nó, tức là anh chị em của tôi. We say, yay! Chúng tôi thì hét lên, yeah! And then we say, you better go hug grandma right now. Thì chúng tôi lại nói nhỏ là chạy đến ôm bà nội, bà ngoại nha. Go say thank you. Phải mở miệng ra cảm ơn bà nhé. And they go, thank you grandma. Nó đến ôm bà ngoại và nói là cảm ơn bà nội. I'm scared. Nhưng mà tôi thì rất là sợ. Because this year, bởi vì năm nay, Easton, he can talk a little bit. Easton nó có thể nói được ít lời rồi. And he likes to say things that I don't know where he learned it from. Và nó thường hay nói những cái từ mà tôi không biết nó học từ đâu. Colinda has experienced it this week. Cô Linda đã kinh nghiệm điều này trong tuần vừa qua. Easton, you want a banana? Con có muốn ăn trái chuối không? No. Không. And I'm really scared. Tôi đang sợ. But he might get it. Easton, stay cool. Love Nana. Nó có thể nhận được cái món quà đó. Easton, con hãy cool nha. Đây là món quà từ nơi bà nội. No. Thì nó có thể trả lời là không. And as I get older. Và khi tôi càng lớn lên, trưởng thành. I realize. Tôi nhận biết. That I want the socks. Đó là tôi thật sự cần, rất là cần những cái đôi vớ, những cái tất này. I want the Nike sweater. Tôi thật sự là rất là cần những cái áo ấm của hãng Nike. Till this day. Cho đến ngày hôm nay. We're sad when we don't open up socks. Và chúng tôi rất là buồn nếu mở ra
mà không thấy là có vớ của mẹ tôi tặng. You know why? Anh chị em biết tại sao không? Because now I have to buy the socks. Bởi vì bây giờ thì tôi phải tự đi mua những cái đồ tất này đó. And I have to buy the sweater. Tôi phải mua những cái áo ấm này. And I still have to buy the toys. Và tôi lại phải mua thêm những đồ chơi. But the reason why? Lý do tại sao? You can play with that toy for a week and you're done with it. Đó là chúng ta có thể chơi cái đồ chơi đó, cái món đồ chơi đó trong một tuần thì mình đã chán nó rồi. But those socks. Nhưng mà mấy đôi vớ đó. You wear them every day. Mình có thể mang ngày nào cũng có thể mang. You use them every day. Người có thể sử dụng mỗi ngày. It provides you with the protection you need on your feet every day. Và đem đến một cái sự bảo vệ cho đôi chân của mình mỗi ngày. And where is that toy? Còn cái đồ chơi đó sao? Broken. Thì lúc bây giờ nó đã bị gãy đi hư rồi. In the closet. Nó bị dồn ở đâu trong cái tủ. Under the couch. Hay là nó đang bị kẹt ở dưới cái bộ salon. Somewhere you'll never see it again. Hay là ở một cái chỗ nào đó mà mình không có gặp nó nữa, không có thấy nó nữa. But where the socks? Còn vớ thì sao? In the drawer. Ở trong tủ. On your feet. Được mang ở trên chân. And you're staying real cool. Và có thể nhìn thấy rất là cool. Now parents. Nên hỏi phụ huynh. Don't get your kids socks and say Pastor Sam said to get you socks, okay? Năm nay đừng có đi mua vớ mua tất rồi tặng cho con của mình mà nói rằng tại mục sư Sam giảng điều này đó. And especially Easton, because he'll tell you no. Bởi vì nhất là Easton, bởi vì cháu nó có thể nó trả lời không á. The thing is, the reason why a lot of us are like that when we're younger is because we have a list in our head of things that we want. Anh chị em, chúng ta đã hành động và cư xử như vậy khi chúng ta còn nhỏ bởi vì trong đầu của chúng ta có một danh sách của những gì mà chúng ta muốn có. And when we end up not getting the thing we want, và khi chúng ta không nhận được điều chúng ta muốn, mong muốn, we're sad. Thì chúng ta thấy buồn. Because it's not what we were expecting. Tại vì đó là những điều mà chúng ta thật sự không có mong là sẽ có nhận được nó. And you know, in our walk with Christ, trong khi chúng ta trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta, a lot of us are like that. Có rất là nhiều người trong chúng ta cũng giống như vậy. We have a list of wants. Chúng ta có những cái danh sách của những thứ chúng ta mong muốn. But our Father in heaven knows what's best for us. Nhưng mà Cha chúng ta trên trời thì Ngài biết cái gì là tốt nhất cho chúng ta. And he's telling us. Và Ngài đã nói và bày tỏ cho chúng ta. Stay cool. Chúa Ngài bảo chúng ta là hãy cool nha con. Knowledge, wisdom is going to be a lot better than that fancy thing you want. Đó là cái sự khôn ngoan thiên thượng, cái sự hiểu biết từ thiên đàng là điều mà nó tốt hơn cái món đồ chơi hay là cái vật mà con muốn có. My door of opportunity is a lot better than that thing that you want. Cánh cửa cơ hội mà ta sẽ mở ra cho con nó tốt hơn rất nhiều với những điều những thứ mà con mong muốn đòi hỏi trong đời sống. Here's the thing. Đây là vấn đề. When you come to conference, khi chúng ta đến dự đại hội this year, trong năm nay, I asked you the question. Tôi xin hỏi anh chị em một câu hỏi. And what are you looking for? Và anh chị em đang tìm kiếm điều gì? What are you looking for from the Lord? Anh chị em tìm kiếm điều gì từ nơi Chúa? And for some of us, và đối với một số người trong chúng ta, we're not sure yet. Chúng ta cho đến giờ phút này vẫn chưa biết chắc chắn mình muốn tìm điều gì từ nơi Chúa. For some of us, it's, I just want to hear a good message. Đối với một số người trong chúng ta đó là chỉ chờ để được nghe những cái sứ điệp tốt đẹp tuyệt vời. For some of us, it's, I just want to be a part of worship. Có một số khác thì tôi muốn được giữ phần và được ở trong một cái bầu không khí thờ phượng ngợi khen mạnh mẽ. But are those things changing your lives? Anh em, những điều đó nó sẽ thay đổi trong đời sống của chúng ta. Or is an encounter and a touch from the Lord something you'll remember forever? Hay là nhưng mà thay vì một cái sự gặp gỡ Chúa và kinh nghiệm Ngài thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ cho đến đời đời. I want you to look at scripture with me. Tôi muốn mời anh chị em chúng ta cùng nghiên cứu một phần kinh thánh. Let's go to Matthew chapter 7. Ở trong Matthew chương 7. Verse 7 to 11. Từ câu 7 cho đến câu số 11. In verse 7 it says, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Câu số 7 nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. And for everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. 9. You parents, if your children ask you for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Câu số 9. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn chăng? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask? Và nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay,
Huống chi Cha các ngươi trên trời là chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Now when I look at these scriptures, khi tôi quan sát và nghiên cứu mấy câu kinh thánh này, it's uplifting to me, thì nó khích lệ cho tôi nhiều lắm. To know that I have a heavenly Father that will provide of things when I ask and when I seek and when I try to find Him. Bởi vì tôi có một Cha ở trên trời đứng sẵn sàng để chu cấp, đứng sẵn sàng để cung cấp cho tôi những gì tôi cần khi tôi kêu cầu và xin Ngài. And we have a heavenly Father who's looking to provide for our life. Và chúng ta thật sự như lời của Chúa tại đây cho biết rằng chúng ta có một Cha của chúng ta trên trời đứng rất mong muốn, rất muốn cung cấp, chu cấp cho cuộc sống của chúng ta. When we look at the scripture, khi chúng ta xem phần kinh thánh này, it doesn't say, thì không nói rằng, keep on asking and you won't receive what you asked for. Cứ tiếp tục xin đi con sẽ không bao giờ nhận được đâu. Keep on seeking and I'm gonna hide. Cố gắng tìm đi nhưng mà sẽ không bao giờ tìm gặp đâu. Keep on knocking and I won't open that door. Cứ tiếp tục gõ nhưng mà ta sẽ không bao giờ mở cửa đâu. That's not what it says. Đó không phải là lời của Chúa đã nói với chúng ta. That's not what our heavenly Father says. Đấy không phải là điều mà Cha chúng ta trên trời đã nói. But what he's saying is if you keep on asking you'll receive what you asked for. Nhưng mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta trong lời của Ngài tại đây đó là tiếp tục xin thì các con sẽ nhận được. Keep on seeking, you will find. Tiếp tục tìm thì con sẽ tìm được. Keep on knocking and the door will be open to you. Tiếp tục gõ cửa thì cửa sẽ mở cho con. For everyone who asks receives, for everyone who seeks finds, and everyone who knocks the door will be open. Vì những ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. So I ask you. Cho nên tôi hỏi với anh chị em. What is it? Cái điều gì? That you're asking for the Lord. Mà anh chị em đang cầu xin nơi Chúa. What is it? Đó là điều gì? When you look at ask. Khi chúng ta để ý đến cái từ xin, and you look at seek, và chúng ta để ý đến từ tìm kiếm, and you look at knock, và để ý đến cái từ gõ. Here's the issue. Đây là vấn đề. It all takes action from every single one of us. Tất cả đều cần có hành động cặp theo. You want something from the Lord? Nếu anh chị em muốn điều gì từ nơi Chúa, you've got to talk to Him. Thì trước nhất chúng ta phải trò chuyện, giao tiếp và trình bày với Chúa. You want to draw near to the Lord? Anh chị em muốn đến gần Chúa. You've got to seek after Him. Thì anh chị em phải tìm và đeo đuổi Ngài. You want Him to open the doors? Anh chị em muốn Chúa Ngài mở cửa cho. You've got to be persistent and keep knocking. Thì chúng ta phải kiên trì trong việc gõ cửa. And in all these things, trong tất cả những điều này, it shows that He will provide. Cho chúng ta thấy rằng Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. But in all of these things, nhưng mà cũng ở trong những điều này, I've seen and I've learned from my own life. Tôi đã thấy và đã học được từ nơi cuộc đời của tôi. That in so many times I refuse to ask or I refuse to seek or I refuse to knock. Đó là có nhiều lần tôi đã không chịu xin, cũng không chịu tìm và cũng không chịu gõ cửa. You know why? Anh chị em có biết tại sao không? Because I'm like that little child that knows I'm gonna get socks if I ask and I don't want socks. Và tôi giống như là cái đứa bé ở trong nhà đó. Đó là biết rằng khi mình xin thì mình sẽ nhận được những cái đồ tất mà mình thật sự không muốn nhận. Because if I ask for breakthrough, He's going to tell me to get rid of that thing in my life. Vì khi tôi cầu xin Chúa là xin Chúa cho con một kinh nghiệm bứt phá, thì Chúa ngày sau nói rằng con dọn dẹp đời sống của con, bỏ những cái thứ tội lỗi đó đi, con sẽ kinh nghiệm. If I seek after Him, He's going to tell me to not seek after the other things. Nếu tôi thật sự tìm và đeo đuổi Chúa thì Chúa ngày nói là chấm dứt đeo đuổi những thứ khác của đời này đi, rồi con sẽ gặp. And if I knock, nếu tôi gõ cửa, and I knock, và tôi gõ, He's gonna open the door. Ngài chắc chắn sẽ mở cửa. But He's gonna tell me to close the other door. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ bảo tôi là hãy đóng những cửa khác. What are you asking for? Anh chị em, thật sự chúng ta đang xin điều gì? And why are you seeking after Him? Và tại sao chúng ta tìm kiếm những điều đó? What doors are you asking Him to open? Cửa nào mà chúng ta muốn Chúa Ngài mở ra cho chúng ta? When we think about open heaven, anh chị em, khi chúng ta nghĩ đến cổng trời mở rộng, He's got everything for us. Chúa Ngài có tất cả những gì mà cần cho chúng ta. He's looking to provide everything for us. Ngài đang tìm cớ để có thể cung cấp cho chúng ta. But some of us till today still refuse to ask. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta cho đến giờ phút này vẫn từ chối việc mở miệng xin Chúa. The biggest one, we refuse to seek after Him. Anh chị em, cái điều lớn hơn nữa đó là chúng ta lại khước từ cái việc thật sự đeo đuổi tìm kiếm Chúa. And the knocking, và trong cái việc gõ cửa, forget about it because it's persistence. And after we hear no the first time, thôi quên cái chuyện đó đi, bởi vì tôi muốn biết được là không phải kiên trì mà gõ một cái là lần đầu tiên là Chúa phải mở liền. It's hard. Khó. You see, in the scripture, people read and they say, oh, this is amazing. God's going to give me whatever I want. Vì khi chúng ta đọc những phần kinh thánh này thì chúng ta sẽ nói rằng, oh, thật là tuyệt vời vì Chúa sẽ cho tôi những điều mà chính tôi muốn. But then when you read the last part of the scripture, nhưng mà khi chúng ta đọc cái phần cuối của phần kinh thánh này, so if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask?
Câu số 11, vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho người xin ngài sao? The problem is, cái nan đề là we don't want the good gifts. Chúng ta không muốn ban tặng. Because the good gifts. Bởi vì cái món quà tốt từ nơi Chúa. You don't want it in that moment. Chúng ta thật sự không muốn ngay trong giây phút đó. But you're gonna want it for your life. Nhưng mà chúng ta thật sự cần nó cho cuộc đời của chúng ta. I think about conference. Thì tôi nghĩ đến đại hội. What if you receive a word from the Lord and it changes your life forever? Anh chị em thử hình dung chúng ta nhận được một lời từ nơi Chúa và lời đó thay đổi cuộc đời của chúng ta. But if that change comes, nhưng mà khi cái sự thay đổi đó xảy ra, would you be willing to release everything else? Anh chị em có sẵn sàng để buông bỏ những thứ khác không? If you have an encounter with the Lord, để chúng ta có một cái kinh nghiệm gặp Chúa một cách tươi mới, and you're seeking after him, và chúng ta đeo đuổi tìm kiếm Ngài, would you choose him over the world? Anh chị em có thật sự là chọn Chúa quý hơn, cao hơn tất cả những thứ khác của đời này không? What about the knocking? Còn cái phần chúng ta gõ cửa thì sao? If you knock and ask the Lord for an opportunity, nếu chúng ta gõ cửa và Chúa Ngài mở cho chúng ta một cánh cửa cơ hội, would you close the current door in your life that you opened yourself? Thì anh chị em có dám và có bằng lòng để đóng cái cửa hiện tại mà chúng ta đã tự mở không? A lot of us say yes, yes, yes. Anh chị em, nhiều người sẽ nói rằng chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. But then when it really happens, you say. Nhưng mà khi việc thật sự xảy ra thì nhiều người trong chúng ta sẽ hít hà và nói rằng should I? Tôi có nên đóng không? I hear this all the time. Tôi nghe cái điều này thường lắm. All the time. Thường lắm. Pastor Sam? Mục sư Sam. I feel the Lord's calling me to ministry. Tôi cảm nhận Chúa gọi tôi để bước vào mục vụ. I heard it from him. Tôi nghe từ Chúa. Usually people tell me this right after conference. Thường đó là người ta cho tôi biết cái điều này ngay sau khi đại hội. For me? Đối với tôi. I'm excited. Tôi rất là phấn khích cho họ. But the other side of me knows. Nhưng mà phần bên kia, một phần của tôi biết rằng I've asked for it before. Tôi đã từng xin điều đó trước đây. I got it. Tôi đã nhận được. But it took a lot of letting go. Nhưng mà nó đòi hỏi phải buông bỏ rất là nhiều điều. Here's the problem. Đây là vấn đề. My question that I asked to the Lord, thì câu hỏi là điều mà tôi xin Chúa Ngài mang đến. It wasn't Lord. Đó là không phải là lại Chúa. Make me a pastor. Xin Chúa Ngài khiến con trở nên một mục sư đi. Is this what you want for my life? Nếu đây là điều mà Chúa Ngài muốn con thực hiện và sống với cuộc đời chúng con. That wasn't the question that I asked. Đó không phải là điều tôi xin Chúa. The question that I asked was, câu hỏi mà tôi đã hỏi Chúa, Lord, can you use my life? Đó là Chúa ơi, Chúa có thể sử dụng được cuộc đời của con không? To build the kingdom. Để xây dựng vương quốc của Ngài. And when he said yes, và khi Chúa nói rằng được, I thought it was going to be something else. Tôi nghĩ rằng làm cái việc gì đó. Never in my years would I thought I was going to be a pastor. Không bao giờ trước đây tôi dám nghĩ rằng rồi một ngày mình sẽ là mục sư. But I've learned through the years. Nhưng mà tôi đã học được trải qua những năm tháng. It's been the best gift I've ever received from him. Đây là một cái món quà tốt nhất mà tôi đã nhận được từ nơi Chúa. But was I willing to give up everything else that I wanted? Nhưng mà câu hỏi là tôi có sẵn sàng để buông bỏ tất cả những thứ khác mà tôi thật sự mong muốn trong đời sống của mình không? Because I used to ask this. Vì tôi cần phải hỏi Chúa điều này. Lord, lạy Chúa, will you give me all the finances and resources through my own business that I have so that I could bless the kingdom? Chúa có thể nào cung cấp cho con tất cả tài chính qua cái công ty của con mà con đã mở ra để con có thể rảnh tay mà hầu việc Chúa? Make my business so famous. Xin Chúa Ngài khiến cho cái công ty của con nó nổi tiếng đến độ that I will give you. Đó là con sẽ dâng cho Chúa all the money. Tất cả những cái số tiền mà con tạo ra. The Lord said, "Are you sure?" Thì Chúa Ngài hỏi, "Thiệt không con?" You're asking. Con xin điều này phải không? You're sure. Con có chắc chắn không? You're asking. Con xin phải không? You're sure. Con có chắc chắn không? I said, "Yes, Lord, I'm sure." Chúa ơi, chắc chắn mà. Start my business. Và tôi bắt đầu công ty. Made money. Đã tạo ra tiền. Didn't even tithe. Và không có dâng một phần mười nào hết. Just me, right? Cái chuyện này là chỉ có tôi làm như vậy không? God, không give me this new job. Chúa ơi, xin cho con công việc mới. I promise you. Con hứa với Chúa rằng I'm gonna give you everything. Con sẽ dâng cho Chúa tất cả. Stops going to church on Sundays. Nhưng mà khi có công việc mới rồi thì ngưng không đi nhóm lại ở trong ngày Chủ nhật nữa. Đừng nói là dâng cho Chúa. Just me. Cái đó chỉ có mình tôi phải không? Lord. Chúa ơi. If you give me a wife.
Nếu Chúa ngài cho con một người vợ, a husband, hay là một người chồng, that loves the Lord, đó là yêu mến Chúa, I promise you, con sẽ hứa với Chúa, we'll serve you together. Chúng con sẽ cùng nhau hầu việc Chúa. On Sundays you can't even sit together. Nhưng mà đến ngày Chủ nhật đó thì không thể ngồi chung với nhau nổi nữa, đừng nói cùng nhau hầu việc Chúa. You asked for it. À, con xin mà. So I think when people look at this, vậy là anh chị em khi người ta nhìn và nghiên cứu cũng như suy gẫm cái phần kinh thánh này, sounds really really good. Nghe thì chúng ta thấy rằng rất là tốt phải không? But then what you're asking for, is it what's good for you? Nhưng mà điều mà chúng ta xin đó thì có thật sự là tốt cho chúng ta hay không? See, when I think about open heaven, khi tôi nghĩ đến cổng trời mở rộng, I think people are thinking, I'll take finances, I'll take resources, I'll take this and I'll take that. Thì tôi thấy rằng người ta nói rằng, ồ, tôi sẽ lấy phần tài chánh nè, tôi sẽ lấy những cái tài nguyên từ trời nè và tôi sẽ lấy cái món đó, lấy cái món kia. Favor, I'll take all of it. Ồ, ơn của Chúa hả? Con sẽ nhận hết tất cả. But do you know what comes with that? Nhưng anh chị em biết để được những điều đó thì có những điều gì cập theo không? Because everything that I've learned, bởi vì tất cả những gì mà tôi đã học từ when nơi asking Chúa, from the Lord, khi chúng ta xin từ nơi Chúa, when we look at people in the Bible that asked from the Lord and received from the Lord, they were found favorable to the Lord. They were found one that was sought after the Lord's heart, one that was chasing after the Lord, one that was willing to give their life up for the Lord. They got what they asked for. Anh chị em, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những người mà có cái tấm lòng đeo đuổi Chúa, đẹp lòng Ngài, những người đã tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, họ đã kinh nghiệm được Chúa ngài ban cho họ điều họ xin. I believe that these three things that we see, và tôi tin rằng ba điều này mà chúng ta đang nghiên cứu ở tại đây, is the three components to figuring out how to allow the Lord to lead your life. Đây là ba cái phần rất là quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta thấy được sự ban phước của Chúa, chu cấp của Ngài trên đời sống của chúng ta. Because this is what I guarantee. Bởi vì đây là điều tôi có thể đảm bảo với anh chị. These three things. Ba điều này. You would do at conference. Khi chúng ta sẽ làm ở tại đại hội. You do it at the altar. Chúng ta sẽ làm ở tại phía trước bàn thờ tại đây. But it's what happens after. Nhưng mà việc gì xảy ra sau đại hội? It's what happens after when you receive it from the Lord. Sau khi chúng ta nhận được từ nơi Chúa điều chúng ta ao ước. What are we going to do when the Lord brings open heaven? Và chúng ta sẽ làm gì khi Chúa ngài mở trời ra? How does that change your life? How does that change our church? Điều đó sẽ thế nào thay đổi đời sống của chúng ta và hội thánh của chúng ta? There have been many times. Có rất là nhiều lần. In my life. Trong đời sống của tôi. But I've asked for something. Tôi đã xin một điều gì đó từ nơi Chúa. And I got it. Mà tôi nhận được liền. And I never touched it. Nhưng mà tôi không bao giờ rờ đến cái món đó. There are times in my life. Có những lúc ở trong đời sống, I've asked the Lord for something. Tôi xin Chúa một điều gì đó. He gives it to me. Và khi ngài ban cho, and I get rid of it after. Và tôi cũng đã bỏ nó sau một thời gian. And I'm sharing this with you. Tôi chia sẻ điều này với anh chị em. Because during a time, bởi vì trong cái những cái lúc that I believe, mà tôi tin rằng that the Lord's going to truly bring open heaven. Chúa ngài chắc chắn sẽ mở trời ra. And you're going to receive from him. Và chúng ta sẽ nhận được từ nơi Chúa. Are you aware? Anh chị em có nhận biết of what you're asking for. Đó là những điều mà anh chị em xin Chúa. What you're seeking for. Những điều mà anh chị em tìm kiếm. The doors that you're knocking on. Những cửa mà anh chị em gõ. This is why. Đây là vấn đề. Lý do. We as a church. Chúng ta là hội thánh. We as individuals. Chúng ta là những cá nhân, những hội viên trong hội thánh. Can't live a life that's the same after encountering the Lord. Chúng ta không thể nào tiếp tục sống cuộc sống như cũ sau khi chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa. You can't go to a powerful conference and then leave the same as you came. Chúng ta không thể nào đến dự một đại hội đầy quyền năng của Chúa rồi ra về vẫn là con người cũ. Anyone go to the grocery store? Anh chị em, khi chúng ta đi đến siêu thị để mua thực phẩm, with the list of things you know you need to buy, với cái danh sách của những thứ mà chúng ta cần mua, and you walk out buying nothing, mà chúng ta khi đi ra thì không có mua món nào hết, that's weird. Cái đó là quái lạ phải không anh chị em? Why would you do that? Tại sao mình làm như vậy? We wouldn't do that. Chắc chắn là chúng ta không làm như vậy. So why would you come to this conference, or why would you come to the house of the Lord not expecting to receive from him? Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự hỏi là tại sao chúng ta đi đến dự đại hội hay là bước vào nhà thờ mà chúng ta không mong đợi một điều gì từ nơi Chúa. Why would you come to the altar not expecting to be touched by the Lord? Tại sao chúng ta đến trước bàn thờ của Chúa mà không mong một điều gì từ nơi Chúa? Why would you ask the Lord something not thinking he's going to answer you? Tại sao chúng ta xin Chúa một cái điều gì đó mà chúng ta lại không mong đợi Chúa ngài sẽ trả lời cho điều chúng ta cầu xin? I think the biggest part about this message. Anh chị em, tôi tin rằng cái điều quan trọng nhất của cái phần kinh thánh này. It's the action that it's going to take from your life. Đó là những cái hành động đòi hỏi từ nơi đời sống của chúng ta phải làm. What are you asking for?
Anh chị em đang xin điều gì? What are you asking the Lord for? Anh chị em xin Chúa điều gì? What are you seeking him for? Anh chị em đang tìm kiếm Chúa cho điều gì? What doors are you knocking on for him? Những cánh cửa nào mà anh chị em đang gõ cửa để xin Chúa ngài mở cho chúng ta? And this is why. Đây là lý do tại sao. In life, ở trong đời sống của chúng ta, you can ask, chúng ta có thể xin. But that doesn't mean you're asking from the Lord. Nhưng mà nó không có nghĩa là chúng ta thật sự xin Chúa. Because you can receive from other people. Bởi vì chúng ta đã quen với cái việc chúng ta nhận được từ nơi những người lân cận. And typically that happens when we ask something from the Lord and he doesn't give it to us because he knows that's not for our life. We end up asking somebody else. Nhất là khi chúng ta xin Chúa một điều gì đó và Chúa biết là điều đó không có tốt cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta liền bỏ Chúa, chúng ta chạy đi tìm những người khác và chúng ta xin từ nơi họ. Think about this. Anh chị em hãy nghĩ như thế này. Open heaven. Cổng trời rộng mở. You think anything coming down from heaven that's not from him? Anh chị em có tin rằng có điều gì đến từ trời mà không đến từ Chúa không? You think he would provide anything to you that would not be honoring to him? Anh chị em có nghĩ rằng Chúa ngài sẽ cho chúng ta từ nơi Chúa những điều mà không làm vinh hiển danh Chúa? There are a lot of times in our lives we find ourselves asking for things that aren't beneficial to our relationship with the Lord. Có nhiều điều trong đời sống của chúng ta xin, nhưng mà chúng ta không biết rằng những cái điều đó không có lợi ích cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa. But how do you know, Pastor? How do you know what you're supposed to ask? Cho nên câu hỏi đó là, mục sư ơi, làm sao để tôi biết điều tôi phải cầu xin Chúa? How do we know what we're supposed to seek after? Tôi phải tìm kiếm Chúa cho điều gì? How do I know what door I'm supposed to walk through after I've asked? Đó là làm sao để tôi biết được cái cửa nào được mở ra và tôi sẽ bước qua cánh cửa đó sau khi tôi gõ cửa và xin Chúa mở cửa. When I think about the last part of the scripture, it talks about us as parents and also him as our heavenly father. Khi tôi xem cái phần cuối của phần đoạn kinh thánh của chúng ta trong ngày hôm nay, khi so sánh chúng ta là cha mẹ phần xác và khi con cái chúng ta xin chúng ta một điều gì đó. There are things I know. Có những điều tôi biết. That I wouldn't ask my parents for. Đó là tôi sẽ không bao giờ dám hỏi xin ba mẹ tôi. I know the answer. Vì tôi đã biết cái câu trả lời rồi. You know, growing up. Anh chàng có biết không, khi trong cái tuổi lớn lên. When we were little. Khi chúng tôi còn nhỏ. I knew my mom and dad would say no. Tôi biết chắc rằng ba mẹ của tôi câu trả lời là không. Usually. Thường. I want to spend the night at somebody's house. Tôi muốn ở qua nhà bạn chơi, ngủ qua đêm. Or I want to go out. Hay là đi chơi bên ngoài. Back then to the mall or to the movies or bowling or something. I wanted to go out. Cái thời đó đó tôi là đi đến khu mua sắm hay là đi chơi bowling hay là đi ra bên ngoài để đi chơi. And then I would think to myself. Và rồi tôi tự nghĩ. If I ask mom. Nếu tôi xin mẹ. She might say yes. Mẹ có thể là cho tôi đi. If I ask dad. Nhưng mà khi tôi xin ba. He's gonna say no. Ba chắc chắn là sẽ nói không. But if. Nhưng mà nếu my friend asked mom or dad, they might say yes. Bạn của tôi mà đến xin giùm cho tôi, xin với mẹ tôi hay là ba của tôi thì có thể họ sẽ đồng ý. So we always look at our friends. Okay, this is what you're going to say to them. Cho nên tôi đã nhờ những người bạn của tôi và căn dặn, đây là điều mà bạn nên hỏi ông bà nha. You say, "Mục sư, can you please, can Sam please make sure you say please like all the time. Can he please come and spend the night at my house?" Nhắc nhở là phải đảm bảo có cái từ này ở trong cái việc xin phép nha. Xin bà mục sư làm ơn cho Sam qua nhà con chơi ngủ đêm, qua nhà của con xin làm ơn cho Sam đi đến. And you're thinking in your head, if somebody else asked for me, my parents would never say no to them. Thì tôi nghĩ trong đầu của mình là nếu một cái người nào đó mà thay mặt mà xin phép giùm đó thì chắc chắn là ba mẹ tôi sẽ không bao giờ nói không với người bạn của tôi. And I come to find out. Nhưng mà rồi tôi khám phá ra một điều. She will say no. Đó là mẹ của tôi chắc chắn cũng nói không. But in a very nice way. Nhưng mà trong một cách rất là lịch sự. She'll say, oh, no, con, not this week. Maybe next week. Là con ơi, chắc là không tuần này được. Có thể là tuần tới đi. And I'll see my friend talk to my mom. Tôi đứng từ xa thì nhìn thấy bạn của tôi, nó xin phép mẹ của tôi. And they're coming back to me. Rồi nó chạy đến báo cho tôi. I think, oh yeah. Nó trả lời là được, được. They said, hey, your mom said no, I'm sorry. Thì họ lại báo cho tôi biết rằng mẹ của bạn đã nói không rồi. Nên xin lỗi nha.
And then I would do this thing. Rồi tôi làm việc như thế này. I would go up to my mom after. Tôi lại đến với mẹ tôi sau cái việc đó. Mom, why? Tại sao mẹ lại không cho? Why did you say no? Tại sao mẹ lại không cho cái bạn của con xin như vậy? I'm not gonna do anything bad. Con sẽ không làm cái điều gì xấu đâu. I'm not gonna stay up late. Con sẽ không thức khuya đâu. I'll be good. Con sẽ giữ không có làm gì sai mà. But if you let me go this next time, this time. Thì nếu mà mẹ cho con đi lần này. I promise. Con hứa với mẹ rồi. I promise. Con hứa. I'll do everything you want at home. Con sẽ làm bất cứ như gì mẹ muốn con làm ở nhà. But my mom knew. Nhưng mà mẹ của tôi thì thừa biết. It's not true. Cái đó không phải là sự thật đâu. So I didn't get what I wanted. Cho nên tôi không có được cái điều mà tôi xin. And you know every kid, you know what they do after that. Anh chị em thừa biết những người những trẻ nhỏ thì nó làm cái gì sau đó. You're the worst. I'm gonna ask dad. Mẹ không chịu cho. Bây giờ con sẽ đi đến con hỏi ba nha. Ba. Ba. Can I go out with my friends? Con có thể đi chơi với bạn của con được không? Say yeah. Ba tôi nói rằng được. Really? Thì không. I knew you would say yes. Con biết là ba chắc chắn là sẽ trả lời là được. He said, well, what did you ask mom yet? Nhưng mà ba của tôi lại hỏi lại, đó là con đã xin phép mẹ chưa? Yeah, I did. I asked her. Con đã hỏi mẹ. What'd she say? Mẹ trả lời như thế nào? No. Mẹ nói là không. Then my answer, son, is no. Thì con ơi, con trai của ta. But you just said yes. Ba cũng trả lời không mà. Ôi, nhưng mà ba mới nói hồi nãy là được mà. He said, yeah, but your mom said no. Đúng rồi, nhưng mà mẹ của con là đã trả lời không. You're just coming to me thinking I'd give you a different answer. Thì con đã chạy đến với ba để nghĩ rằng ba sẽ cho con một cái câu trả lời khác hơn. But we both know. Nhưng mà cả hai, ba mẹ đều biết. What's good for you. Những cái gì tốt cho con. And we have this kind of attitude when we're young. Và chúng ta đã có một cái thái độ tệ như vậy khi chúng ta còn nhỏ. We want what we want and if we don't get it, it's upsetting to us. Đó là chúng ta mong muốn những cái điều gì đó mà nếu không có được, không nhận được thì chúng ta lại giận. And then as I grew up, và khi tôi lớn lên, I knew what the mistake was. Tôi biết cái lỗi đó là như thế nào. I tried to get somebody else to do something that I should have done myself. Đó là tôi tìm cách để thủ đoạn trong việc nhờ một người nào đó để làm giùm cho tôi việc mà tôi phải làm. If I probably would have just asked my mom first instead of telling my friend to ask, she'd probably say yes. Nếu mà tôi thật sự đích thân đến để xin mẹ của tôi thì có thể là bà đã trả lời được thay vì nhờ bạn của tôi xin giùm. And so I learned. Nên tôi đã học được. Now I would go to my mom first. Bây giờ tôi đến với mẹ tôi trước. Mom, I want to ask you something. Mẹ ơi, con muốn xin mẹ cái này. My friends are going out. I want to go out with my friends. This is what we're doing. What do you think? Bạn của con sẽ đi chơi bên ngoài và đây là điều mà chúng con sẽ làm. Mẹ nghĩ sao? So yeah, sure. Thì mẹ tôi thường trả lời được. What? It worked. Oh, nó kết quả nha. You sure I can go? Chắc chắn không mẹ? Mẹ chắc chắn là cho con đi phải không? Am I hearing you right? Con có nghe đúng không? I can spend a night at their house. Con có thể ngủ đêm ở nhà của bạn của con à? She said, yeah. Được. And I learned. Và tôi đã học được. A valuable lesson. Một cái bài học rất quý. Ask your mom yourself. Hãy chính mình hỏi xin phép mẹ của mình. Usually when she's busy. Nhất là khi mẹ bận á. No, I'm just kidding. But ask yourself. Nhưng mà chính mình phải lên tiếng để xin. Because what I was trying to do was get somebody else to ask for something that I wanted. Bởi vì điều mà tôi đã làm đó là nhờ một người khác để xin giùm cái điều mà tôi mong muốn. I can't ask the Lord for something that you need. Tôi không thể xin Chúa điều mà anh chị em cần. I can't seek after the Lord for something that you need to be seeking him for. Tôi không thể tìm kiếm Chúa trong một điều gì đó mà chính anh chị em cần từ mấy ngày. I can't knock on that door for you. Tôi không thể gõ cửa thay thế cho anh chị em. Your spouse can't do it for you. Luôn cả người phối ngẫu vợ chồng của bạn cũng không thể làm được điều đó. Your brother and sister can't do it for you. Anh chị em ở trong nhà cũng không thể làm điều đó cho bạn. But you can do it for yourself. Nhưng mà chính bạn phải lên tiếng xin. I can't make you get closer to God. Tôi không thể thuyết phục cũng như là bắt anh chị em đến gần Chúa. Only you can. Chỉ có anh chị em có thể tự mình làm. And as I looked at these scriptures, khi tôi xem cái phần kinh thánh này, I realized the issue.
tôi nhận thấy được cái nan đề ở tại đây. Is that asking, seeking and knocking all revolved around me having to do something. Đó là tìm, xin tìm và gõ cửa, cả ba đều đòi hỏi cái điều kiện đó là tôi phải làm một cái gì đó. And scripture is saying ask and the Lord's going to provide. Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta tại đây, nếu chúng ta xin thì Chúa Ngài sẽ ban cho. And as I was putting the message together. Và khi tôi chuẩn bị cái sứ điệp này. There's an importance of you asking the Lord. There's an importance of you being in relation with the Lord. There's an importance of you knocking on that door. Thật là quan trọng để chính chúng ta xin Chúa, chính chúng ta tìm kiếm Chúa và chính chúng ta gõ cửa Chúa và làm điều này. Being connected with the Lord. Cái việc rất là quan trọng đó là chúng ta cần giao tiếp với Chúa, cần tương giao với Ngài. Being in tune with what He's saying. Và chúng ta thật sự nhịp nhàng với những điều Chúa Ngài đang phán dạy. Being in His presence. Được ở trong sự hiện diện của Chúa. This is where asking and seeking and knocking is effective. Đó là cái lý do mà giúp đỡ để cái việc chúng ta cầu xin, chúng ta tìm kiếm và gõ cửa được hiệu quả. Let's look at John 15. Chúng ta cùng xem ở trong Phúc Âm Giăng chương 15. I am the true grapevine and my father is the gardener. Ta là gốc nho sạch, cha ta là người trồng nho. And he cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit and he prunes the branches that do bear fruit so they'll produce even more. Hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. And here's the important scriptures. Và đây là phần quan trọng ở trong phần Kinh Thánh này. Remain in me and I will remain in you. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine and you cannot be fruitful unless you remain in me. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ các ngươi nếu chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Đúng, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. And anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. But look at verse 7. Mà chúng ta để ý đến câu số 7 tại đây. But if you remain in me and my words remain in you, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. You may ask for anything you want and it will be granted. Thì các ngươi hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Think about that. Anh chị em hãy nghĩ đến điều này. Many of us have been in positions in our life where we ask, seek, knock and we're not remaining in him. Anh chị em, chúng ta có thể đã trải qua có những lúc chúng ta xin, chúng ta tìm, chúng ta gõ cửa. Nhưng mà yếu tố quan trọng là chúng ta lại không cứ ở trong Chúa. And not remaining in him. Và bởi vì chúng ta không cứ ở trong Chúa. And when we ask, thì khi chúng ta xin, and he says no, thì Ngài trả lời không. We get upset. Thì chúng ta lại bực mình. But if we remain in him, nhưng mà khi chúng ta cứ ở trong Chúa, and when we ask, và khi chúng ta xin, if he says no, và nếu mà Ngài nói không, we don't get mad, we wait for the response of why. Và chúng ta sẽ không giận, nhưng mà chúng ta chờ đợi để xem Chúa Ngài sẽ bày tỏ chúng ta biết lý do tại sao Chúa không ban cho chúng ta. It's because, thường thì là lý do. Sam, I have better for you than that. Sam ơi, ta có một điều tốt hơn đó, rất là nhiều dành cho con. And when we're not remaining in him, nhưng mà khi chúng ta không cứ ở trong Chúa, it's so hard to seek. Thì rất là khó để chúng ta thật sự tìm. And we say things like, Lord, where are you? Thì chúng ta lại tuyên bố những cái câu là Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? I've been fasting, I've been praying, I go to church. Where are you? Con đã kiêng ăn hạ mình, con đã đi đến nhà thờ, con tìm kiếm, nhưng mà Chúa ở đâu rồi? But what are you seeking for? Nhưng mà câu hỏi là anh chị em đang tìm điều gì? I found myself saying those kind of things when I'm only seeking after God for something. Tôi bắt gặp chính mình đã nói những cái câu như vậy khi tôi đang tìm kiếm Chúa trong cái gì đó mà cá nhân tôi muốn. But I find him instantly when I'm just seeking him. Nhưng mà tôi lập tức thấy sự trả lời của Chúa khi tôi thật sự tìm kiếm Ngài. There have been many low points in my life where I'm seeking after the Lord for something and not him. Anh chị em, có những cái giai đoạn xuống thấp ở trong cuộc đời của tôi tìm kiếm một điều gì đó chứ không phải chính Chúa. And you know.
và anh chị em biết rồi. I've shared with you many times. Tôi đã chia sẻ với anh chị em rất là nhiều lần. And seeking after him through the hardships in my life. Thật sự tìm kiếm Chúa ở trong những cái giai đoạn khó khăn trong đời sống. Was truly when I turned to him and only him. Và khi tôi thật sự đến với Chúa và chỉ một mình Ngài. But I found myself whenever I was younger living life however I wanted, and when I tried to seek after him, I couldn't hear him. Khi tôi còn trẻ thì tôi đã kinh nghiệm cái điều này, là tôi không có sống một đời sống cứ ở trong Chúa. Khi tôi có một cái nhu cầu và tôi cầu xin Chúa thì không tìm gặp được. I was living a lifestyle not remaining in him. Tôi sống một cái lối sống là không có cứ ở liên lạc với Chúa, but expecting for him to do it. Nhưng mà lại mong chờ Chúa ngày làm một cái điều gì đó mà tôi cần. Then as I got older, nhưng mà khi tôi trưởng thành hơn, and as I started to lead others, và khi tôi bắt đầu đứng vào trong vị trí để hướng dẫn những người khác, I realized, tôi nhận biết, that when we look at the scriptures of being a part of him and remaining in him, khi chúng ta cùng suy gẫm những cái phần kinh thánh, đó là chúng ta tìm kiếm chính mình Ngài và tiếp tục ở trong mối liên hệ cứ ở trong Chúa. In verse 7, câu số 7, but if you remain in me and my word, ý bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, remains in you, được cứ ở trong Chúa, you may ask for anything you want and it will be granted, thì các ngươi có thể cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được ban cho điều đó. Because when we remain in him and his word remains in us, his word leads and guides our lives to the questions and the seeking and the knocking we will do. Và anh chị em, nếu chúng ta thật sự ở trong Chúa và lời của Ngài đầy ở trong đời sống của chúng ta, thì lời của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta cho những điều chúng ta cầu xin tìm kiếm từ nơi Chúa. And to be able to ask, seek and knock. Và chúng ta có thể xin tìm và gõ. From our Heavenly Father. Từ nơi Cha của chúng ta. Your life should produce the fruit that our Father wants. Đó là đời sống của chúng ta phải đâm bông kết trái như Chúa Ngài mong thấy từ nơi cuộc đời chúng ta. But we find in times where we ask for things from our Father, he gives it to us, but we don't use it to produce the fruits that he wants. Nhưng mà chúng ta cũng bắt gặp chính mình là chúng ta đã từng xin điều gì đó từ nơi Chúa và Chúa Ngài ban cho chúng ta, rồi chúng ta không sử dụng điều đó để lợi ích cho Chúa. But this is what he's asking of us. Đây là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi chúng ta. Number one. Thứ nhất, are you remaining in him? Are you connected to him? Đó là anh chị em, chúng ta có thật sự liên lạc với Chúa và cứ ở trong Chúa không? And you may say yes. Bạn có thể trả lời liền là but có. Do people around you see that your life produces fruits for our Heavenly Father? Nhưng mà câu hỏi mà chúng ta cần đo lường ở tại đây đó là những người lân cận chung quanh của chúng ta nhìn vào đời sống của chúng ta, họ có thấy là chúng ta thật sự là người đã bày tỏ ra ảnh tượng của Cha của chúng ta trên trời không? Now, I'll be honest with you. Anh chị em, cho tôi thành thật với anh chị. There are times in my life. Có những lúc trong đời sống của tôi. I would ask. Tôi xin. I would seek. Tôi tìm. I would knock. Tôi gõ. I would get nothing. Tôi không nhận được gì hết. I couldn't figure out why. Lúc đó thì tôi không thể nào hiểu nổi là tại sao nó không xảy ra. But I wasn't living a lifestyle and I wasn't having a relationship with my Heavenly Father. Nhưng mà tôi nhìn lại thấy rằng lúc đó mình không sống ở trong mối liên hệ, có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. And it was difficult for me. Và nó đối với tôi lúc đó rất khó. Because I would struggle, I would struggle, I would struggle. Anh chị em, vì tôi cố gắng phải chiến đấu. Until I realized. Cho đến khi tôi nhận biết. When I was remaining in him. Đó là khi tôi cứ ở trong Ngài. My life was producing fruit. Thì đời sống của tôi sẽ kết quả. And with that fruit. Và với cái kết quả đó. I was asking him questions and things that he answered instantly. Và tôi cầu xin Chúa hay là dâng lên cho Chúa những điều mình thắc mắc thì lập tức nhận được sự đáp lời của Ngài. When I was seeking after him, khi tôi hết lòng tìm kiếm Chúa, and I was remaining in him, và với điều kiện là tôi vẫn ở trong Chúa, cứ ở trong it Chúa, didn't take much to find him, thì không có đòi hỏi nhiều để có thể gặp được Ngài, tìm gặp Ngài. Being in his presence at all times, vì khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa thường xuyên, and I mentioned that every day, và như tôi đã nói, được ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. And why is that so important? Thì tại sao nó quan trọng như vậy? Because these scriptures alone, bởi vì mấy câu kinh thánh này thôi, it shares with you the importance of being connected to him. Cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta phải liên tục cứ ở trong Chúa và liên lạc với Ngài. I don't want to be a branch that doesn't produce fruit and is thrown away and burned in a pile. Not me. Tôi không muốn làm một cái nhánh là không có kết quả rồi bị chặt và ném vào trong lửa. Không, tôi không muốn điều đó. And it's not that I'm scared. Không phải là tôi sợ. It's that I would feel useless. Nhưng mà tôi sẽ cảm thấy rằng mình vô dụng. I would feel like I'm living life with no purpose. Tôi sẽ cảm thấy rằng mình sống một đời sống mà không có ý nghĩa và mục đích gì. And I found when I'm connected to him. Nhưng mà
tôi khám phá rằng khi tôi liên lạc với Chúa, my life is full of purpose. Đời sống của tôi đầy ý nghĩa. Asking him of anything, cầu xin Chúa bất cứ điều gì, he provides. Ngài liền chu cấp. Seeking him, tìm kiếm Ngài, he's there. Ngài ngay có mặt ngay tại đó liền. Knocking on those doors, khi gõ những cái cửa đó, he tells me which ones are open and which ones are closed. Thì Ngài lại chỉ ra cho tôi biết cửa nào mở và cửa nào sẽ đóng đó con. Because he's a good father. Bởi vì Chúa là người cha tốt lành. And he's not trying to trick me. Ngài sẽ không lừa tôi đâu. But with conference coming up, đại hội sắp đến, what are you asking for? Anh chị em đang xin Chúa điều gì? What are you seeking for? Anh chị em đang tìm kiếm điều gì? What doors? Cửa nào? Are you asking the Lord to open? Mà anh chị em muốn Chúa ngài mở ra cho chúng ta. And I say this out of the sincerity of my heart. Tôi muốn nói điều này với hết cả tấm lòng rất là thành thật của tôi. Come to conference. Hãy đến đại hội. Expecting. Mong đợi. Asking. Cầu xin. Receiving. Đón nhận. Don't waste a moment to not be in his presence. Đừng phí phạm bất cứ một giây phút nào khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Don't get caught up in the busyness of conference. Đừng để cho cái sự bận rộn của đại hội làm cho chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó. There have been many times. Vì có rất là nhiều lần. That we find ourselves caught up in the busyness of life. Đó là chúng ta đã bắt gặp chính mình bị kẹt ở trong cái sự bận rộn của cuộc sống mỗi ngày. We're not connected to him anymore. Rồi chúng ta đã bị tách biệt và không có liên lạc với Chúa. And we've drawn away. Chúng ta đừng tách rời Chúa và quay lưng khỏi Ngài. Yesterday, ngày hôm qua, I spent time thinking about this. Tôi dành thời giờ để suy nghĩ về điều này. And when I looked back at people in the Bible asking for things. Và khi tôi nhìn lại những nhân vật ở trong Kinh Thánh và đã cầu xin Chúa một điều gì đó. Abraham. We saw the faithfulness. Và chúng ta thấy cái lòng trung tín của ông. We saw the persistence of. Và chúng ta cũng thấy cái sự kiên trì của ông. We see the outcome. Và chúng ta đã thấy kết quả. Moses. Môi-se. We see. Chúng ta đã thấy. Even in the story of Hannah, we see. Luôn cả trong câu chuyện của bà Anna, chúng ta cũng thấy. And King Solomon. Hay là vua Solomon. All of these people who ended up asking for something from the Lord. Tất cả những con người đã ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh, họ đã xin Chúa một điều gì đó. It changed their life forever. Thì khi họ đã nhận được đã thay đổi đời sống của họ đến đời đời. I believe that for many of us, tôi tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta, we've gone through periods of time not asking him, chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn chúng ta không xin Chúa điều gì, not truly seeking after him, không thật sự hết lòng tìm kiếm Chúa, not knocking on those doors, và cũng không gõ cửa Chúa cho những cánh cửa cơ hội. That's not the kind of life I want us to live. Đó không phải là đời sống mà tôi muốn chúng ta sống. That's not the kind of life that our Heavenly Father wants us to live. Cũng không phải là đời sống mà Chúa muốn chúng ta sống. Many of us, và nhiều người trong chúng ta, have been afraid to ask these questions or do these things because we've received a no before. Chúng ta có thể là sợ, không dám xin nữa bởi vì chúng ta đã từng nghe Chúa nói không trước đây. But I want to reassure you something. Nhưng mà cho tôi trấn an anh chị em điều này. Our hope in life, cái niềm hy vọng của chúng ta trong đời sống, is from the promises we know from our Lord. Nó đến từ những lời hứa từ nơi Chúa. Our hope in life, những niềm hy vọng của chúng ta trong đời sống, is knowing the faithfulness that we have in our Lord and Savior. Biết và nó có được dựa trên cái sự thành tín của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Our confidence that we have in the Lord, anh chị em, cái sự tin chắc của chúng ta nơi Chúa, is knowing that he's going to give the best to us. Là chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa, khi Ngài ban cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta điều tốt nhất. So why not seek? Cho nên tại sao chúng ta không tìm? Why not ask? Tại sao không xin? Why not knock? Tại sao không gõ cửa? He's waiting. Ngài đang chờ. He's waiting. Ngài đang chờ. He's not hiding from you. Ngài không đang ẩn mình với đối với chúng ta. I believe that for many of us, it's taking that moment of humbling yourself to be able to do these things. Nhưng mà cái điều kiện rất là đơn giản tại đây là chúng ta phải dành thời giờ để chúng ta thực hiện những điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ. One breaking point that I had in my fast. Một trong những cái điểm bứt phá mà tôi nhận được trong kỳ kiêng ăn vừa qua. Was realizing the importance of these things. Đó là nhận biết được cái tầm quan trọng của những lẽ thật này. I can't do any of these things on my own. Tôi không thể làm bất cứ một điều gì nếu không có sức của Chúa mà tôi phải làm trong sức riêng của mình. If I ask the world, để tôi hỏi đời này, I'd get the wrong answer. Tôi sẽ nhận được câu trả lời sai. If I seek after the world, nhưng khi tôi tìm kiếm theo đời này, I draw near to the wrong people.
thì tôi sẽ đến gần với những người không đúng, không tốt. If I knocked on doors that weren't from the Lord, nếu tôi gõ những cánh cửa không phải là cửa từ nơi Chúa, I'd be led astray, I'd be going through things I shouldn't. Thì tôi sẽ được dẫn dắt đi đến cái sự sai lầm, bởi vì tôi đi qua những cái cánh cửa mà không đến từ Chúa, mà không phải là điều tốt. My breakthrough, sự bứt phá mà tôi kinh nghiệm fast, ở trong kỳ kiến an này, was realizing, đó là nhận biết that I couldn't do life without him. Đó là tôi không thể nào sống cái sự sống mà không có Chúa. I can't bring healing to myself. Tôi không thể đem cái sự chữa lành cho chính mình. I can't bring breakthrough for myself. Tôi cũng không thể nào đem cái sự bứt phá cho chính mình. I can't bring financial provision for myself. It'll never be enough. Tôi cũng không thể nào tự chu cấp cho đời sống của mình, vì nó sẽ không bao giờ đủ. I can't love others. Tôi không thể yêu thương những người lân cận. Because my love is conditional. Bởi vì tình yêu của tôi thì thường là nó có điều kiện. I'm human. Tôi là một con người. But to find, nhưng mà để tìm gặp the unconditional love, cái tình yêu có điều kiện that we receive from our heavenly father, xin lỗi, tình yêu không có điều kiện, vô điều kiện, mà chúng ta có thể nhận được từ cha chúng ta trên trời, I then experience it and know it. Thì tôi đã kinh nghiệm và đã biết, and try my best to give it out to people. Thì tôi có thể bằng mọi cách để có thể ban cho những người khác. I think that many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, we want to make a difference in the world. Chúng ta muốn ảnh hưởng và làm nên một sự khác biệt ở trong thế giới của chúng ta. We want to build his kingdom. Chúng ta muốn xây dựng vương quốc của Chúa. That's just an automatic that I know from everybody in the room. Và tôi tin rằng điều này nó là cái điều tự nhiên, vì tôi biết nhiều người trong anh chị em trong phòng này. Many of you have been in a relationship with the Lord for many years. Nhiều người trong anh chị em tôi đã ở trong mối liên hệ với Chúa trong nhiều năm rồi. But no matter how many years you've been in a relationship with the Lord, nhưng mà không cần biết anh chị em ở trong mối liên hệ với Chúa bao nhiêu năm. One thing stays true. Một điều sẽ luôn luôn là đúng. Is remaining in him. Đó là chúng ta phải tiếp tục cứ ở trong Chúa. And I know. Và để tôi biết. That this key, this truth, cái chìa khóa này, cái chân lý này, is the one thing the enemy is going to try to take from you every day. Đây chính là điều mà kẻ thù của chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để cướp đi khỏi chúng ta mỗi ngày. Because the enemy doesn't get what we have. Bởi vì kẻ thù nó không được có điều chúng ta có. He's been severed. Nó đã bị cách rời với Chúa. Thrown away. Và bị ném ra ngoài. Burned. Và nó bị đốt cháy. And to see us be able to ask our heavenly Father and receive. Và khi nó thấy được chúng ta có thể cầu xin với Cha chúng ta trên trời và nhận được từ nơi Ngài. He hates that for us. Thì nó rất là ghét cái điều đó và nó căm ghét chúng ta. He tries to lure us in different ways. Nó tìm đủ một cách để câu nhử và kéo chúng ta đi theo hướng khác. He tries to open up doors, making us think that it's from the Lord. Nó mở những cánh cửa và làm cho chúng ta nghĩ rằng cửa này là cửa cơ hội Chúa mở ra. Giving us different opportunities that draw us away from him. Để cho chúng ta có những cái cơ hội khác nhau để kéo chúng ta đi xa Chúa. But if you know these truths, nhưng mà khi chúng ta biết những chân lý này, if you live a life connected to the source, để chúng ta sống một đời sống liên lạc với Chúa, you'll have a life that produces fruit like no other. Thì chúng ta sẽ có một đời sống đầy kết quả mà không gì có thể so bằng. A life that not only people around you can see, một đời sống mà không những chỉ những người chung quanh của chúng ta có thể thấy được, but a life that the Lord would look down and be pleased with. Nhưng mà một đời sống mà khi Chúa nhìn xuống cuộc đời của chúng ta, lòng của Ngài thật là vui. He said this today. Ba của tôi nói hôm nay. To be ready, to be prepared for the Lord's coming. Đó là chúng ta phải sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc Chúa Ngài sống trở lại. How have you prepared yourself? Làm sao để chúng ta chuẩn bị đời sống của mình như vậy? Don't wait last minute. Đừng chờ đến giây phút chót. Don't wait last minute. Đừng chờ đến giây phút chót. Start now. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Be prepared now. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Be ready now. Hãy sẵn sàng ngay bây giờ. Ask him now. Hãy xin Chúa ngay bây giờ. Seek him now. Tìm kiếm Ngài ngay bây giờ. Knock now. Gõ cửa Ngài ngay bây giờ. He's trying to provide for his children. Ngài đang muốn cung cấp cho con cái của Ngài. He wants the best for you. Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. He wants us to succeed in life. Ngài muốn chúng ta được thành công ở trong đời sống của mình. There are many people that say, "Don't speak about that." Có nhiều người ngày hôm nay người ta nói rằng đừng có nhắc đến chuyện đó. You should suffer for the Lord. Đáng lý chúng ta phải ở trong Chúa. I believe. Tôi tin rằng the people that say that, những người mà nói như vậy, they have a hard time asking and seeking and knocking. Họ gặp một cái khó khăn ở trong công việc xin, tìm và gõ cửa Chúa. I've asked the Lord, tôi hỏi Chúa, to bring healing, đem đến sự chữa lành. He's done it. Ngài đã làm. I've asked the Lord, tôi xin Chúa, for financial provision,
cho cái sự cung cấp tài chánh. He's done it. Ngài đã làm điều đó. I've asked the Lord. Tôi xin Chúa to open up a door để mở cánh cửa for my life, cho đời sống của tôi, to be able to reach many people, để có thể vươn tới với nhiều người, to build his kingdom, để xây dựng vương quốc của Chúa. He's done it. Ngài đã làm. I've asked all of these things. Khi tôi cầu xin những điều này, I've been transparent with you through my entire journey. Và tôi đã rất là thông suốt với anh chị em suốt cả trong cái linh trình này. For you to see, để anh chị em có thể thấy rằng that these scriptures don't just apply to pastors only. Đó là những cái phần kinh thánh này không chỉ áp dụng cho các mục sư mà thôi. But it applies to those who remain in him. Nhưng mà được áp dụng và ứng nghiệm cho tất cả những ai cứ ở trong Chúa. What I want, điều mà tôi mong muốn, is that conference. Đó là ở tại đại hội. To see so many lives changed because of what the Lord's going to do. Sẽ thấy nhiều cuộc đời được biến đổi vì những gì Chúa Ngài sắp làm. What I would hate to see, nhưng mà điều mà tôi không muốn xảy ra, would be people that truly need something from the Lord. Đó là những người thật sự có những điều rất cần từ nơi Chúa. Refuse to ask, refuse to seek, refuse to knock. Nhưng mà lại từ chối, khước từ, không chịu xin, không chịu tìm và không chịu gõ cửa Chúa. Don't allow the enemy to stop you from receiving from the Lord. Đừng để cho kẻ thù nó ngăn chặn chúng ta trong việc chúng ta xin từ nơi Chúa. Recently in my life, trong những ngày gần đây trong đời sống của tôi, I've had the opportunity to help people. Tôi có cơ hội để giúp đỡ những con người. Understand the importance of drawing near to the Lord every day. Hiểu được cái tầm quan trọng của việc chúng ta đến gần Chúa mỗi ngày. And people's lives have been changed. Và những cuộc đời đó đã được thay đổi. And people see it for themselves. Và người ta đã kinh nghiệm và thấy cho chính mình. And to be able to open up people's eyes to see. Và để có thể mở mắt và giúp đỡ cho người ta có thể thấy được. It's truly the most exciting and fulfilling thing that I've done in my life. Và đó là một cái điều hết sức là thỏa lòng và phước hạnh mà tôi có thể thấy được ở trong đời sống của tôi. Have there been hardships? Có những cái khó khăn. Of course. Chắc chắn là có. Have there been difficulties that I wanted to give up? Có gặp những cái khó khăn mà đến độ muốn bỏ cuộc không? Chắc chắn là có. Of course. Chắc chắn có. But what has stopped me? Nhưng mà không có điều gì có thể ngăn trở tôi. Is that when I remain in him, là tôi cứ tiếp tục cứ ở trong Chúa. He reminds me. Ngài nhắc nhở tôi. That I'm not alone. Đó là tôi không đơn côi. He reminds me. Ngài nhắc nhở tôi. That my promises to you. Đó là lời hứa của Ngài cho tôi. I'll never lie. Là Ngài sẽ không bao giờ nói dối. I'll follow through. Ngài sẽ làm thành lời Ngài hứa. I'll do the miracles. Ngài sẽ làm những phép lạ. The signs and wonders will be in your life. Dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra trong đời sống của con. As you remain in me. Khi con cứ ở trong ta. And there's no doubt about it. Và anh chị em, không có gì để chúng ta nghi ngờ. We've seen what he's doing here. Chúng ta đã thấy những gì Chúa Ngài làm ở đây với chúng ta. Individually. Tính cách cá nhân. But now, nhưng mà bây giờ, what I'm seeking for, điều mà tôi đang tìm kiếm, is the entire church. Đó là cả hội thánh. This past fast, trong kỳ kiến ăn vừa qua, I had the hardest time. Tôi đã phải đối diện với cái điều khó nhất. I was trying to ask, seek, and knock for everybody. Tôi đã tìm cách để xin, để tìm, để gõ cửa cho tất cả mọi người. But the Lord shared with me. Nhưng mà Chúa Ngài đến và Ngài chia sẻ với tôi this very thing. Chính những lẽ thật này. You can't ask for somebody else, Sam. Sam ơi, con không thể xin giùm cho người khác đâu. You can't seek for somebody else. Con không thể tìm kiếm ta cho người khác đâu. You can't knock for somebody else. Con cũng không thể gõ cửa thay thế cho người khác. My relationship with you, mối liên hệ của ta với con, is me and you. Giữa ta với con. I need them to have a relationship with me. Ta cũng muốn cho những đứa con khác của ta cũng có một mối liên hệ như vậy với ta. Some of you may say it's not fair, Pastor Sam. The Lord's never provided for me like that. Có người trong chúng ta có thể nói rằng không công bằng, mục sư Sam ơi. Chúa không bao giờ chu cấp cho tôi giống như đã chu cấp cho mục sư. I want to share with you something. Tôi muốn chia sẻ với anh chị một điều. As the Lord's been providing and blessing my life. Như Chúa Ngài đã cung cấp cho tôi và ban phước trên đời sống của tôi. It's never been for me. Thì không phải là cho riêng tôi. It's always been a fruit that I just give back to somebody else. Nhưng mà luôn luôn là cái kết quả của những gì tôi đã cho ra, đã giúp đỡ cho ai đó. And that's not a lie. Và đó không phải là một cái sự lừa dối. It's something that I truly believe is that I'm just the middle man. Có một điều tôi tin một cách chắc chắn là tôi chỉ là người trung gian mà thôi. I'm just the mailman.
Tôi chỉ là cái người đưa thư, receiving the package from the Lord, nhận được cái bưu kiện từ nơi Chúa, delivering it to their house, rồi đem đến cái địa chỉ của cái người, it to your life, để chia sẻ với anh chị em. It's up to you to open it. Nhưng mà phần của anh chị em là tùy anh chị em có mở cái món quà, cái bưu kiện đó ra hay không. It's up to you to do what's in it. Mà nó tùy nên chị em sẽ sử dụng nó như thế nào. But here's the thing. Và đây là vấn đề. There's a message. Có một cái sứ điệp. That needs to be shared all across the world. Cần phải được chia sẻ khắp nơi trên thế giới. And I believe. Và tôi tin rằng. That this message. Cái sứ điệp này. The Lord's going to unlock during conference. Chúa ngài sẽ mở ra ở trong kỳ đại hội này. Is that you'll learn. Đó là chúng ta sẽ học được. What it means to have a good father. Làm sao để chúng ta có thể trở nên một người cha tốt lành. That withholds nothing from his children. Đó là một người cha tốt lành không chừa bất cứ một điều gì mà không cung cấp cho con cái của mình. Và tôi sẵn sàng để đón nhận từ nơi cha tốt lành này. Tôi sẵn sàng để dâng tất cả cho cha của tôi trên trời. Và tôi biết rằng sự bứt phá, freedom, sự tự do, everlasting joy, và cái niềm vui đến đời đời only comes from one person. Chỉ có thể đến từ nơi một đấng, một người. You can't find it in this world. Chúng ta không thể tìm được ở trong thế gian này. You can't find it through stuff. Chúng ta cũng không thể tìm được từ nơi vật chất. But you can only find it through him. Nhưng mà chúng ta có thể tìm được nơi ngài. When we pray, khi chúng ta cầu nguyện, and ask the Lord, và xin Chúa, to bring open heaven, để đem cổng trời mở rộng. I ask, tôi cầu xin, with a sincere heart, với một tấm lòng hết sức thành thật, join with me, đó là anh chị em cùng hiệp ý với tôi. Because without him, bởi vì không có ngài, what do you have? Chúng ta có cái gì đây? Without him, không có ngài, where are you getting your resources? Chúng ta sẽ nhận được cung cấp từ đâu? Because the resources of man, bởi vì cái sự cung cấp và tài nguyên từ con người, they run out in your time of need. Nó sẽ hết hay là cạn kiệt trong cái lúc chúng ta cần. But the resources from God, nhưng mà cái nguồn tài nguyên từ nơi Đức Chúa Trời are forever, sẽ đời đời. They're forever, sẽ đời đời. Let's stand to our feet. Xin ta cùng đứng lên. With a heart of expectation, với tâm lòng mong đợi, ask the Lord, hãy xin Chúa. Seek after him right now, hãy tìm kiếm Chúa ngay lúc này. Ask him for that door, xin Chúa mở cái cửa đó. Be persistent. Anh chị em hãy kiên trì. What are you looking to receive from him? Anh chị em đang mong đợi để nhận được điều gì từ nơi Chúa? What questions do you need answered? Anh chị em có cái thắc mắc nào, câu trả lời mà anh chị em cần từ nơi Chúa? What resources do you need in your life? Có cái tài nguyên nào mà anh chị em cần từ nơi ngài? Remain in him. Hãy tiếp tục cứ ở trong Chúa. Remain in him. Cứ ở trong ngài. Allow his spirit to flow through your life. Để Đức Thánh Linh của Chúa có thể tuôn đổ tự do hành động trong cuộc đời của chúng ta. Lord, lạy Chúa, we're excited for what you're going to do. Chúng con phấn khích cho những điều Chúa ngài sắp làm. For the many lives, including my life, to be touched and to be blessed and to receive what it is that you want to give us. Cho nhiều cuộc đời trong đó của con sẽ được Chúa ngài rửa chạm, được Chúa ngài hành động ở trong những ngày. I lay down, Lord. Lạy Chúa, con đặt tất cả. My own selfish desires. Tất cả những ham muốn ích kỷ của cá nhân. I only want, Lord. Con chỉ mong muốn một điều. What you want from my life. Điều mà Chúa muốn thấy xảy ra trong cuộc đời của the con. The sacrifices that come, Lord. Là Chúa cái sự hy sinh và cái giá phải trả. It may be difficult. Có thể khó. But I've learned, Lord. Nhưng mà con đã học được. To sacrifice for you. Đó là khi chúng con hy sinh cho Chúa. Is worth every ounce of my life. Thì nó thật sự là xứng đáng từng lượng một ở trong cuộc đời Lord, của con. I give my life to you. Là Chúa, con dâng cuộc đời của mình cho ngài. To use as a vessel. Sử dụng như là một khí cụ trong as tay an extension Chúa. Như là một cái sự nối dài. Of your ministry, of your life. Và sự sống của Chúa trên đất này. Lord, I ask right now. Là Chúa, con cầu xin trong giờ này. That if I've done anything. Là Chúa, nếu con có làm bất cứ điều gì. That has stopped you from using my life. Mà khiến cho Chúa không thể tiếp tục sử dụng đời sống con. I ask for your forgiveness. Con xin Chúa tha thứ. I ask that you purify me right now. Con xin Chúa trong thời giờ này, xin tiếp tục thanh tẩy con. Cleanse my life. Xin tẩy sạch đời sống con. Forgive me of my sins. Tha thứ con cho những tội lỗi, lỗi lầm con vấp phải. Forgive me of my doubt. Tha thứ con cho những điều con nghi ngờ. Forgive me, Lord. Xin tha thứ. I know. Con biết rằng that you're a loving and gracious father. Chúa là cha nhân từ và tốt lành. And to that, Lord, và bởi vì như vậy, I owe you everything. Con nợ Chúa tất cả mọi điều. Lord, right now, nên là Chúa ngay bây giờ, we begin to just lift you up in this place. Và chúng con
tôn cao Chúa tại nơi chốn này. Come on, church, just begin to lift him up in this place. Anh chị em hãy bắt đầu lớn tiếng chúc tụng ngợi khen Chúa tại đây. Just begin to tell him, Lord, you're a good father. Hãy mở miệng ra và nói với Chúa, Chúa ơi, Chúa là người cha tốt lành. Lord, I can't do this life without you. Chúa ơi, con không thể nào sống cuộc đời này và mà không có Chúa. Use my life. Xin sử dụng đời sống con. In every way possible, use my life. Bằng bất cứ cách nào có thể sử dụng được, xin Chúa Ngài sử dụng đời sống con. Lord, if there's anything that's been a hindrance in my life, take it away. Là Chúa, nếu có điều gì ngăn trở Chúa có thể sử dụng con, xin Chúa cắt đi. All I want is you. Vì tất cả những điều con mong muốn là chính Ngài. Not the things of this world. Không phải những điều thuộc về trần gian này. Not the temporary joy. Không phải là những cái vui tạm bợ. But I know through you there's everlasting joy. Bởi vì con biết rằng qua Chúa con sẽ có niềm vui đời đời. Everlasting peace. Và sự bình an đời đời. So Lord, remove. Cho nên là Chúa xin cất bỏ. The things that I've put in my life that are temporary. Những điều mà con đã đặt vào trong đời sống của con mà nó chỉ có giá trị tạm thời. Fulfill. Là Chúa xin every void. Đầy trọn tất cả những chỗ trống vắng. Bring life. Đem sự sống to the things that are dead, cho những gì đang hầu chết. In my life, và là Chúa trong cuộc đời của con. If my faith is what's dead, nếu đức tin của con đã chết, bring it back to life, Lord. Là Chúa xin phục sinh nó. I believe right now, tôi tin ngay lúc này. We need to ask the Lord, chúng ta cần xin Chúa to increase your faith, để gia tăng đức tin của chúng ta. To remove all of the doubt, để xin Chúa ngày cất khỏi những nghi ngờ. To instill, để Chúa Ngài lại làm chắc chắn. Confidence in knowing, cái sự tin chắc và biết rằng. That when we ask, đó là khi chúng ta xin. That when we ask, khi chúng ta xin, we'll receive, chúng ta sẽ nhận được. That when we seek, khi chúng ta tìm, that we'll find him, chúng ta sẽ gặp Ngài. When we knock, khi chúng ta gõ cửa, the door will be opened, thì cửa sẽ mở cho chúng ta. Come on, just begin to ask. Anh chị em hãy xin Chúa đi. Begin to seek after him. Hãy hết lòng tìm kiếm. Lord, we need you more than ever, Lord. Là Chúa, chúng con cần Chúa hơn bao giờ hết. We're trying to move forward, Lord. Là Chúa, khi chúng con muốn tiến tới. Make a way, Lord, make a way. Xin Chúa mở đường, xin Chúa mở đường. Lord, we bind and we break everything that the enemy is trying to do to stop us from moving forward. Nhân danh Chúa, ta cột trói và bẻ gãy hết tất cả những nỗ lực của kẻ thù để chúng bay muốn ngăn trở chúng ta là hội thánh của Chúa tấn tới. All of the distractions, tất cả những điều gây chi phối in our lives, trong đời sống của chúng ta. Lord, we ask that you remove those things. Là Chúa, con cầu nguyện xin Chúa Ngài cất khỏi những điều đó. Because without you, Lord, bởi vì không có Ngài, we have nothing. Chúng con không có gì hết. So Lord, right now, cho nên ngay giờ này, we honor you in this place. Con, chúng con tôn cao Chúa tại nơi chốn này. You're truly a good God. Chúa thật là người cha tốt lành. You're a good God. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. For all that you're doing. Cho tất cả những điều Chúa Ngài đã làm. For all that you're doing. Cho tất cả những điều Chúa Ngài đang làm. I believe right now. Tôi tin ngay giờ này. The peace. Sự bình an. That you're asking for. Mà anh chị em đang cầu xin. It's here. Đang có mặt tại đây. He's here. Chúa Ngài đang ở đây. The joy that you've been missing. Cái niềm vui mà anh chị em đã đánh mất. It's here. Đang ở đây. Because he's here. Bởi vì Chúa Ngài đang có mặt tại đây. Many of us. Nhiều người trong chúng ta. Have been living. Đã sống. In a life of darkness. Và đời sống chìm vào trong bóng tối. Wandering. Và chúng ta lạc lõng và chúng ta đi một cách không định hướng. But he's removing that. Mà Chúa Ngài đang cất những điều đó. That weight is being lifted off right now. Và anh chị em, những cái gánh nặng đang được Chúa Ngài cất đi. That you have seeked and you have found him right now. Và anh chị em đã tìm, anh chị em đã gặp được Ngài ngay bây giờ. That whatever you're asking of right now. Những gì mà anh chị em đang xin trong lúc này. He'll give you the answer. Chúa Ngài sẽ cho, Ngài sẽ đáp lời. God, we thank you. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. For what you've been doing in the church. Cho những điều mà Ngài đã làm trong hội thánh của chúng con. It's only through you, Lord. Chỉ bởi qua Ngài. We lift you up in this place. Cho nên chúng con tôn cao Chúa ở tại đây. We lift you up in this place. Chúng con chúc tụng Ngài ở tại chỗ này. Thank you, Jesus. Là Chúa, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. It's just a time right now that the Lord is asking to draw near to him. Trong thời gian này, Chúa Ngài đang kêu gọi chúng ta hãy đến gần Chúa.
Draw near to him right now. Hãy đến gần Chúa ngay giờ này. Draw near to him. Hãy đến gần Chúa trong giờ này. Come on, draw near to him, church. Anh chị em ơi, hãy đến gần Chúa trong giờ này. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. That's it. Đó. That's it. Just draw near to him right now. Cứ đến gần Ngài ngay giờ này. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. I believe today. Tôi tin hôm nay. The Lord is trying to pour out His Spirit. Chúa ngài đang muốn tuôn đổ thánh linh của ngài. He's pouring. He wants to pour out His Spirit. Ngài muốn tuôn đổ thánh linh của ngài. He's looking for those who are answering the call and those who are hungry for Him. Ngài đang tìm kiếm những người khao khát và cần sự đáp lời từ nơi ngài. Those who aren't trying to play the game. Là những người không còn chơi trò chơi đi nhà thờ. But those who are trying to live this out as their life. Và cũng không tìm cách để sống, nhưng mà tìm những người thật sự muốn sống sự lẽ thật này trong đời sống của He's mình. Looking for people. Chúa ngài đang tìm những con người. Who understand. Là những người biết rằng, hiểu rằng. That open heaven. Đó là khi cổng trời mở. Is Him pouring out His Spirit. Đó là Chúa ngài đổ thánh linh của ngài ra. Upon all flesh. Trên tất cả mọi loài xác thịt. He's looking for people. Ngài đang tìm những con người. Who will give their life for Him. Dâng cuộc đời của mình cho Chúa. I promise you. Tôi hứa với anh chị em. When you allow yourself. Khi anh chị em cho phép chính mình. To be an open vessel for the Lord. Sẵn làm một cái bình trống cho Chúa. He can do all things through your life. Thì ngài sẽ làm việc xuyên qua đời sống anh chị em. But when we allow ourselves to be hindered by whatever it is that the enemy is speaking into your life. Nhưng mà nếu chúng ta cho phép những bất cứ điều gì mà kẻ thù đã rỉ tai chúng ta. You're stopping the flow of His presence in your life. Thì chúng ta sẽ đắp đập và ngăn chặn dòng chảy của những việc Chúa ngài làm trong đời sống của chúng ta. Put those things aside, put those things away. Anh chị em gạt bỏ những điều đó sang một bên. Give it up to Him. Dâng cho Chúa đi. What good is life without Him? Anh chị em ơi, giá trị gì cho đời sống của chúng ta nếu không có Chúa ở cùng? What meaning is life without His presence? Đời sống của chúng ta có ý nghĩa gì nếu không có sự hiện diện của Chúa? He's looking for those people. Ngài đang tìm những người đó. He's looking for those people. Ngài đang tìm những con người. As He pours out His Spirit. Một lúc Chúa ngài tuôn đổ thánh linh của ngài. I believe that it's going to shift the atmosphere in this place. Sẽ biến đổi bầu không khí của nơi chốn này. Come to the altar. Hãy đến trước bàn thờ Chúa. Those who want to be filled. Những ai muốn kinh nghiệm được sự đông đầy. Come to the altar. Hãy đến trước bàn thờ Chúa. Those who are lacking. Những ai thiếu thốn. And want from the Lord. Và muốn nhận được từ nơi Chúa. Come to the altar. Hãy tiến lên. And seek. Và tìm kiếm. And find that He is good. Và sẽ khám phá ra rằng Chúa thật là tốt lành. Hãy đến trước bàn thờ. Knowing. Biết rằng. That He'll meet you here. Ngài sẽ gặp gỡ anh chị em ngay Come tại đây. To the altar. Hãy đến trước mặt Chúa. Knowing. Biết rằng. That you need a filling of His presence. Anh chị em cần được đông đầy với sự hiện diện của chính mình. You can't do it without Him. Để chúng ta không thể tự sống. Lord, we draw near to you right now. Chúa ơi, chúng con đến gần Chúa trong giờ này. We invite you. Chúng con mời Ngài. To have your way in our lives. Để Chúa tự do hành động trong cuộc đời chúng con. To fill us up, Lord. Là Chúa để đông đầy đời sống chúng con. To fill us up, Lord. Để đông đầy đời sống chúng con. Have your way in this place right now. Là Chúa xin tự do hành động tại nhà thờ trong giờ này. Right là Chúa xin tự do hành động nơi này the trong giờ này. Open. Anh chị em. Bàn thờ được mở ra. Draw near to Him. Hãy đến gần Chúa trong giờ này. Draw near to Him. Hãy đến gần Chúa trong giờ này. What are you waiting for? You don't have to wait till Thursday. You don't have to wait till Friday to receive open heaven. Anh chị em còn chần chờ gì nữa? Chúng ta không cần phải chờ cho đến ngày thứ năm, thứ sáu chúng ta mới nhận được từ nơi That's Chúa. The title of the conference. Anh chị em, trời đang mở ra trên chúng ta. Đó là đề tài của chủ đề của đại hội năm nay. But living a life with open heaven is a promise. It's the resources in heaven are nếu, given to us. Nếu mà sống với trời mở ra trên đầu chúng ta là một lời hứa của Chúa, là Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. Because we are His children. Bởi vì chúng ta là con cái của Ngài. We are His children. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. He's a good Father and will give. Ngài là Cha tốt lành của chúng ta và Ngài sẽ ban cho chúng ta. Be ready to receive. Bạn chị em hãy sẵn sàng để nhận. Be ready to receive. Hãy sẵn sàng để nhận. Come on, ask the Lord as you come up here. Don't just come up here to stand here. Anh chị em hãy mở miệng ra và xin Chúa đi, đừng chỉ đến và đứng ở phía trước ở đây, nhưng mà hãy khao khát và xin Chúa. Let Him pour out into your life. Để Chúa có thể tuôn đổ ra trên đời sống anh chị em. Let Him pour out into your life. Để Ngài sẽ rót vào trong đời sống anh chị em. Lord, we thank you. Để Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Because we know. Vì chúng con biết rằng that you're a good Father.
Chúa là Cha tốt lành. We thank you. Cảm ơn Chúa. Come on, church, just begin to pour out to him. Anh chị em hãy dốc đổ lòng của mình ra với Chúa. Come on. Hãy làm đi anh chị em, dốc đổ lòng của mình với Chúa. Do you want this from the Lord? Anh chị em có thật sự mong muốn điều này từ Chúa không? What have you been missing? Anh chị em đã thiếu điều gì trong những ngày qua? What have you been missing from him? Anh chị em đã thiếu điều gì từ nơi Chúa? Receive it right now. Hãy đón nhận trong giờ này. Receive it right now. Hãy đón nhận trong giờ này. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Come on, pour it out. Hãy dốc đổ lòng của mình ra với Chúa. Pour it out to the Lord right now. Hãy dốc đổ lòng của mình ra với Chúa trong giờ này. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. What I want to do is just allow this time of ministry to happen. Điều mà tôi muốn làm ở trong giờ này là làm cho phép để thì giờ phụng sự này được diễn ra. But I want to dismiss the congregation at this time. Và tôi muốn giải tán hội thánh ở trong thời giờ này. Thank you. Cảm ơn hội thánh. Thank you. Cảm ơn hội thánh. For all that you're doing. Cho tất cả những điều anh chị em làm. I ask that this week you prepare your heart. Mà tôi đã chia sẻ anh chị em đã chuẩn bị tâm lòng của mình. To receive from the Lord. Để nhận được từ nơi Chúa. And we'll see you during the week, or we'll see you when conference happens. Sẽ hẹn gặp lại anh chị em ở trong tuần hay là ở tại đại hội. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên hội thánh. Và chúng tôi sẽ dành giờ để phục vụ và cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta đang khao khát tại đây. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.